Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại về cho các bác một chiếc xe Kia Morning đời 2015 với mức giá là 189 triệu đồng, bớt tẹt ga cho các bác nhá, vẫn có bớt cho các bác luôn. Vâng, đây là một chiếc xe với giá thì vừa rẻ vừa ngon, xe cứng và không có lỗi lầm. Con này thì là xe taxi ra rồi, vâng, nên là nó mới có mức giá về mềm mềm vậy. Nhưng mà được cái là chất xe thì ok, la răng độ, và con này thì là bác chủ tư nhân đã đi ra khá là lâu rồi nhá các bác nhá. Vâng, gốc là taxi thôi chứ xe là đã được chủ người ta đi rất là lâu rồi, và xe tư nhân. Một chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A14941, xe này biển dễ nhớ, gọi là biển dễ nhớ rồi. Đấy, động cơ máy là 1.25, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5,5 lít/100 cây. Dòng xe này thì rất là lành, đấy, rộng rãi tiện nghi, được cái là linh hoạt trong đi trong nội đô thì rất là ok. Và xe thì cam kết cho bác là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không va chạm tai nạn ngấm nước nha. Và được cái là con này thì đã được lên màn hình, có cam lùi cho các bác rồi. Điều hòa mát lạnh, vô lăng lái nhẹ nhàng. Và xe thì là một chiếc xe Kia Morning bản tiêu chuẩn. Thế nên là nói chung là về chất của xe thì tổng thể là ok. Máy 1.25, xe đã được bảo dưỡng định kỳ rồi. Thế nên là về là các bác không phải làm gì. Dầu mỡ sạch sẽ, xe ngon. Nội thất xe thì chiếc xe này là nội thất da bò màu nâu rất đẹp và hiện đại. Con này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 và đồng hồ công tơ mét là 9 vạn các bác nhá. Vâng, đồng hồ công tơ mét 9 vạn. Xe thì mang biển Quảng Ninh, giấy tờ hồ sơ là chuẩn chỉ. Bên em thì mua bán trao đổi xe trên toàn quốc, các bác chỉ cần cần có thông tin xe, các bác điện thoại cho em. Em sẽ gửi báo giá chi tiết cho các bác từng chiếc xe một. Đấy, đèn của xe là vẫn là đèn zin, đèn nguyên bản luôn. Đấy, màu đèn căng đét luôn này, sáng này, sạch sẽ này. Và con này thì được cái là nói chung là một chiếc xe taxi ra tư nhân đã cũng đã được lâu lâu rồi. Thế nhưng mà chất tổng thể của xe thì vẫn còn rất là ok. Sơn xi sạch sẽ, đồng sơn xe căng bóng luôn và không hề lỗi. Đấy, cản trước xe này, các bác nhìn này, cản trước xe đồng đều nhá. Mặt cabo đây, đấy, gân này, gân cabo các cái mép này của nó còn nguyên. Đấy, tôn cabo mỏng luôn nhá. Và xe là kính zin, kính của Kia Carb zin nguyên. Đây các bác nhìn này. Đấy, kính Kia Carb zin nguyên. Đấy, một chiếc xe chất sạch, đấy, không có lỗi lầm. Đấy, sơn sườn tôn vỏ xe căng bóng đều đẹp. À, vâng. Và chiếc xe này thì đang sử dụng la răng này gọi là la răng titan các bác. Vâng, la răng titan, vành la răng phay rất đẹp và xịn sò. Lốp Michelin, 4 quả lốp 165-60. Và chiếc xe này thì nói chung là về chất lốp của nó là 2020 thì quá ok rồi. Lốp này là các bác ạ. Đấy, con này thì được bác chủ bác ấy đi giữ gìn rất là cẩn thận và độ lên cái quả lốp gọi là lốp vành ra đấy. Vâng, rất là xịn sò luôn. Tôn đây. Đấy các bác nghe tiếng tôn này, rất chắc chắn dày luôn. Đấy tôn này. Và con này thì keo chỉ là zin nhá. Vâng, xe taxi nhưng mà keo chỉ của người ta là zin. Và xe là không có đâm va tai nạn. Đấy các bác nhìn này, chỉ của nó là zin nguyên này. Cứng luôn này. Tapi xà ngà màu theo thời gian. Đây ngà màu rồi. Những cái này nó ngà màu theo thời gian rồi. Con này là một chiếc xe chạy nhiều, không phải chạy ít đâu các bác nhá. Nhưng mà nói chung là về chất tổng thể của xe là ok. Đấy, cũng có kính chỉnh điện nhưng mà không có cụp thôi. Còn kính chỉnh điện là hoạt động hoàn toàn bình thường. Còn các cái bản lề này của xe, đây các bác nhìn ạ. Bản lề thì rõ ràng luôn nhá. Các bác nhìn là thấy ngay. Đấy, nó còn nguyên luôn. Đấy, vẫn còn nguyên. Phần mặt vô lăng, đây các bác nhìn này, vô lăng này. Quay, úi giời, con này tí hơi cứng một chút. Vâng, vô lăng đây. Thế còn đồng hồ, đấy. Mặt táp lô xe đây các bác nhìn này. Đó, đẹp luột là luôn. Vâng, một chiếc xe có dịch vụ ra và chiếc xe này thì được cái là bác chủ bác ấy đi lại bác ấy mua sử dụng được mấy năm, thế là thành ra là chất da, chất độn của xe nó vẫn còn căng. Đấy, vẫn còn nhiều. Đấy. Nội thất da của xe là da bò cao cấp, nhà sờ da rất là mềm. Đấy, ngồi cảm giác rất là sướng. Đây là bác chủ cũ bác ấy làm nhá, chứ không phải bên em làm đâu. Nói thật các bác đi buôn xe mà cứ làm cái gì cũng chỉnh sửa là chết dở, tốn tiền. Vâng, thế còn phần trần của chiếc xe là trần 5D. Đấy, hiện trạng bên em là tính là cứ mua bán làm sao mà mình giảm bớt được nhiều nhất là có thể các bác ạ. Đấy, sàn của nó còn đẹp này. Đấy, sàn này. Cái này là hơi nước vì là vừa nãy là bên nhà em có sửa dọn qua. Đấy, rửa dọn qua để review cho các bác thôi, chứ còn đấy của nó vẫn còn nguyên như thế này. Đấy, bàn đạp chân phanh ga côn của xe vẫn còn nguyên. Được cái là nói chung là xe dịch vụ ra thì nó rẻ các bác. Đấy, chỉ có 189 triệu mà em vẫn bớt cho các bác nhá. Mà con này là em bớt tẹt ga cho các bác luôn. Các bác cứ điện thoại là kiểu gì cũng có chốt cho các bác với mức giá mà các bác rẻ giật mình không ngờ tới. Vâng,
Nói chung là riêng cái dòng này thì bên em mua nó cũng thoải mái thôi. Thì đây là mình mua của tư nhân, không phải mua taxi đâu. Nhưng mà người ta cũng đã đi nhiều năm rồi. Đấy. Và người ta để lại cho mình thì đương nhiên là những chiếc xe này giờ kể cả là mua mới cái đời này chưa chắc đã được bằng những cái chiếc xe mà các bác chủ tư nhân người ta đã ra và người ta đi lâu năm đâu. Thì nói chung là tổng thể là xe là người ta cũng giữ gìn. Đấy, các bác nhìn này, cua lốp này. Đấy, một chiếc xe taxi ra. Và con này thì được cái là vẫn còn rất là sạch sẽ. Gầm của nó còn đẹp luôn, các bác nhìn gầm này. Đấy, các bác nhìn quả gầm của nó như thế này chả mê. Vâng. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là hời các bác nhá, 189 triệu đồng. Rẻ hơn anh em bán đang từ 10 đến 20 triệu luôn. Và em lại còn vẫn bớt cho các bác cơ, bớt thoải mái cho các bác luôn. Đấy, xe ngon bao chất bao đẹp luôn các bác nhá. Và con này thì được cái là về tổng thể của xe là hài hòa, sạch sẽ, không lỗi. Đấy, xe này về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì. Nói chung là để tránh mưa tránh nắng thì rất là ok. Đấy, xe là đẹp cứng đều, sạch sẽ, tôn này, toàn bộ tôn này, căng nét luôn. Đấy, nóc nước của xe là không có gì cả, không lỗi lầm, không đâm đụng nhá. Nhiều bác thì đi mua xe cũ thì lại cứ bảo là tôi mua một con xe mà nó phải là zin, nó phải zin tuyệt đối. Đấy, thế nhưng mà nó tùy. Nhiều lúc nó cũng căn cứ vào các bác chủ cũ, bác ấy đi nó có giữ gìn hay không. Đấy, nhưng mà được cái là bác ấy mà giữ thì mình đi là xe là sướng. Đấy, các cái phần này của nó còn nguyên. À, cái này nó hơi bay theo thời gian. Đấy, đương nhiên là người ta dùng nhiều thì nó phải bay. Nhưng mà được cái là chất của những cái dòng này thì máy thì bao giờ nó cũng rất là ngon. Các bác chạy những cái dòng này thì còn lâu phải nghĩ. Và chi phí sửa chữa những cái dòng này thì nó rất là rẻ các bác. Thực sự phải nói là cực rẻ luôn. Chứ không hề rẻ, không hề đắt một tí nào. Đấy, mặt táp lô xe này, căng bóng luôn này. Đấy, màn hình kết hợp với cả cam lùi. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn. Con này thì được cái là chất chung nó rơi vào tầm khoảng 70%. Không phải là đẹp xuất sắc nhưng mà cũng là thuộc dạng là ok. Đấy, được cái là ok. Nhiều bác mua xe thì cứ bảo mua ở những chỗ mà cam kết này nọ nhưng mà cuối cùng là chưa chắc đã được bằng cứng được như những chiếc xe này đâu ạ. Con này thì người ta đã đi chạy tư nhân cũng rất là nhiều lâu rồi. Đấy, thế nên là không phải nghĩ luôn các bác nhá. Đấy, gạt mưa gạt kính của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng, ok. Nào đề cái nào xem nào. Đấy, xe của em đề vẫn lên ầm ầm luôn, chạy ngon, chả có cái gì phải nghĩ gọi cả. À, cam lùi rồi, ôi thôi chết rồi, cam lùi không thấy chạy các bác ạ. Cái này thì em sẽ cho vào kiểm tra nhá. Em vừa mới chỉ có kịp rửa nước lã rồi, xong rồi em cho lên sóng thôi chứ em đã làm gì đâu. Vâng, thế nên là cái này thì tí em sẽ cho vào gara và kiểm tra lại cái vấn đề này. Nói chung là những cái này là những cái bệnh ngoài da, không vấn đề gì. Đấy, xe giá rẻ nữa, nhưng mà được cái chất của nó thì ok. Máy của chiếc xe này là động cơ máy 125, máy số thì ngon lành cành đào, êm ái, mượt mà và không hề rung lắc. Đấy, dầu này, ui giời, dầu nhá, vàng óng ánh luôn, óng ánh song sánh luôn. Đấy, còn đây, cái này thì đã được bảo dưỡng rồi, thế nên là không phải nghĩ ngợi gì các bác nhá. Còn này là không cần phải nghĩ là máy zin hay không, mà máy bảo dưỡng rồi thì quá ok. Đấy, các bác nhìn này, hơi thừa là không có một tí nào luôn. Xe cực ngon luôn đấy ạ, động cơ máy khô sạch, xe không hề lỗi lầm. Đấy, Aquivata chuẩn chỉ luôn. Đấy, để cái lên ngay, không phải nghĩ ngợi, không phải kích nổ gì cả. À, ốc cabo nó còn nguyên như này, các bác nhìn này, ốc cabo nguyên bản luôn nhá. Chỉ cabo là zin nhưng mà nó bị nứt theo thời gian, nứt theo thời gian này. Đấy, còn đâu là về tổng con này ok. À, nói chung là cái giá con này thì em cứ bán cho các bác là hơn 100 triệu. Đấy, các bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em nhá. Các bác chỉ cần chần chừ là anh em khác múc mất ngay. Và con này thì em bán giá thợ. Đấy, 189 triệu đồng có bớt mỏi mồm tẹt ga. Giá hơn 100 triệu thôi, rẻ như cho luôn. Đấy, và đây là một chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Ô Tô. Vừa về cửa hàng em xong, nên bác nào yêu thì điện thoại ngay nhá. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe chất tại Vũ Duy Ô Tô. Và nói chung là rẻ cũng tại Vũ Duy Ô Tô. Và nói chung là những chiếc xe mà ở đâu không có, ở đó có Vũ Duy. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời và những chiếc xe giá rẻ. Con này phải nói được cái biển quá ok. Tí khả năng em làm con đề xem là tối nay nó có vui mừng phấn khởi không. Cảm ơn các bác nhá.